Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và thăm tặng quà tại tỉnh Hòa Bình. Đại tướng Lương Cường ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Hòa Bình đã đạt được, đặc biệt là trong nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Nhân dịp xuân mới, Đại tướng Lương Cường cùng đoàn công tác đã tặng 600 suất quà cho lực lượng vũ trang tỉnh, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu, công nhân, người lao động và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ngày 18 tháng 1 tại tỉnh Hà Nam, đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã về dự chương trình Tết Sum vầy, Xuân bình an và trao quà Tết cho 170 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Châu Sơn và một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Cũng nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam trao tặng 8 máy ấm công đoàn, mỗi máy ấm 40 triệu đồng cho 8 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và trao tặng vé xe cho công nhân người lao động ở xa có điều kiện di chuyển về quê ăn Tết. Cùng ngày, tại tỉnh Ninh Bình, đoàn công tác trao quà cho đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình và 10 hộ gia đình nghèo của huyện Yên Khánh, trao 730 suất quà tặng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội nạn nhân chất độc màu da cam tỉnh Ninh Bình tới thăm chúc Tết gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mính tại thôn Phúc Sơn 1, xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình.